đây là cách buộc guốc. Quay cái tỉn mà thế đi. Ngon mà. Thợ ong mà. Không biết tường, không biết tường, không biết tỏ lằn. Như thử ba sẵn mẹ. Cách buộc guốc trèo cây. Xám dáng thì ra này đất thơ nó có khuyên một tê tê thử ổn rơi thơ nè tê thơ đây là khuyên bao bao cơ ra sống sẵn càng to trường với ngô khuyên dù hót cái hang nhau cơ ra đi quậy cứ vai nè thơ thơ năn được không. Rồi, bây giờ chuẩn bị bắt một tổ ong. Đập à? Tổ ong trên này các bạn to lắm. Chứ chứ con liều ngay thế này chứ lại cố lần nữa ép bỏ số dịp cho em. Chắc có liệu ăn chờ giết bắn hiểu không? Bắn à? Ừ. Có cái máy sẽ rõ ngắm à? Xùi thì em thế này. Rồi. Tấn công. Chúng hết phải tăng đi, cứng cầu ấy. Vâng ạ. Đây là cách trèo cây bằng guốc này. Và quần áo bảo hộ này. Tụp xe đi chân này. Vẫn kín không ở chân này. Xong cuộc chết thì chân đâu muốn mùi á gợi vậy. Quá trình trèo bắt một tổ ong bằng cái đôi guốc. Tổ ong trên ngọn kia các bạn.
Tụi này cũng bé thôi nhỉ. Chắc chỉ đủ ăn thôi quá. Phẩm gan thế hả? À hả? Thằng cháu pin ông mà lớn kênh video phụ tây sân là chuẩn bị mở hang to lạch cơ bài mày nặn hang to ni to lành cửa hang nói thế và xé thì nó bữa đây đậu phải mở ngày bà bữa ảo nữa bữa lại nữa bữa lại nữa y là thơ mới khẩn mãi y nè chôm lông ma phải kẻ quốc sự cứ tẩy chẳng nhang phải lại ô nhúng ế anh bơi ôi hòn hang to đó phải tần thả nữa nữa nè xem ta có nhà mày để bên nhà. Ui xem táo nha mấy giờ phát ra tìm. Làm luôn cái sáng con. Mà cái tâm có tay đúng nè mà na. Cái khẩu lạ cái gì này. Ừ. Nếu cái hát thuốc thì nếu có cuộc khi đánh chơi ơi, lốm chơi ơi hát thuốc đường hàn nữa hát thuốc mất cái trà hảo may nói đi tổ ong bầu trời các bạn nó hơi bé nhưng mà nó đẹp cũng tạm được. Khai dít càng mai nọ.